lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu ngày càng mặn nồng. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngay sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý, hôm nay con giáp tuổi Tý nên cẩn trọng trong giao tiếp khi có hình hại vô lễ ảnh hưởng. Có thể ý tốt của bạn thôi, nhưng những lời nói của bạn có thể gây ra sự hiểu lầm không đáng có, khiến cho người lớn hiểu sai về bạn. Đây là ngày mà nguồn năng lượng sáng tạo của người tuổi Tý được phát huy mạnh mẽ, nhất là với sự tương trợ của thiên ấn. Những dự án đang bị tắc nghẽn ý tưởng có thể bắt đầu được thai nghén và nảy mầm trở lại với nhiều sáng kiến thú vị. Ngũ hành tương sinh cho thấy phương diện sức khỏe cũng cải thiện đáng kể do bạn đã biết đầu tư thời gian vào việc tập thể dục và sinh hoạt điều độ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, không nên giải thích nhiều với những người không hiểu chuyện. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, tranh cãi làm gì khi bạn đang thiếu thời gian cho những việc quan trọng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, tính toán của bạn khá chuẩn xác và mang lại nhiều lợi thế. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cách bạn xử lý tình huống chưa đủ khéo léo. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, ngày nay nên ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn số may mắn 1, 3, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tài lộc của con giáp tuổi Sửu có cơ hội thăng hạng. Vận may nhờ thiên tài đều tới bất ngờ từ những việc bạn không nghĩ tới như nghề phụ hay trúng thưởng. Hãy dùng khoản tiền này là một phần tiết kiệm, nếu tiêu xài hoang phí thì bạn đang lãng phí sự may mắn của mình rồi đó. Thổ mộc xung khắc khiến bạn hay uể oải, mệt mỏi hơn. Sức khỏe đóng vai trò quan trọng, vì vậy hãy lắng nghe những tín hiệu mà cơ thể mách bảo. Đừng để sự bận rộn khiến bạn không có thời gian quan tâm đến bản thân mình, điều này là vô cùng cần thiết. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, có nhiều người hỗ trợ cho bạn về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, cần tỉnh táo và nhận định mọi chuyện một cách sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, sự mưu trí của bạn có cơ hội phát huy tác dụng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, có thể thu về nhiều lợi nhuận nên biết cách khai thác điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, khoảng cách giữa đôi lứa yêu nhau ngày càng lớn. Còn số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ, Dần, Tuất. Tử vi tuổi Dần, tam hội nâng đỡ khuyến khích bạn học cách lắng nghe linh cảm của mình. Nếu trực giác của bạn phản hồi tích cực về một người nào đó, hãy cân nhắc cho đối phương cơ hội, bạn có thể may mắn có được tình duyên như ưng ý. Ngày mới sẽ khiến cho mối quan hệ hiện tại của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở do tác động của kiếp tai, nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng. Điều này có thể sẽ đòi hỏi bạn phải thiết lập lại không gian riêng tư, chỗ làm việc hay trong ngôi nhà của mình. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, chỗ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trường xuất hành, đóng giường lót giường, các việc khác cũng không hay trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, điềm báo tài lộc có dấu hiệu thất thoát do bạn chủ quan. Tử vi tuổi Bình Dần, Hỏa, đôi lứa dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, chờ tin theo người, kẻo dễ bị kẻ xấu lừa gạt. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, cơ hội tìm được người ưng ý không khó, phải mở lòng mới mong tìm được hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, vận trình suôn sẻ mọi bề, tình duyên được khởi sắc. Còn số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu. Tử vi tuổi Mão, xem tử vi hôm nay, tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi Mão cần phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói. Bởi vì dù bạn nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường nhỏ nhặt, nhưng điều quan trọng nhất là chúng sẽ gây ảnh hưởng đến cả bạn và cả những người xung quanh nhiều hơn mức độ mà bạn đánh giá ban đầu. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh.
Nếu có bệnh thì bạn nên tập trung chữa trị, đừng để bệnh tật ảnh hưởng tới cuộc sống, chất lượng công việc của bạn. Ngày 8 tháng 11 năm 2020 là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14-23 đi chơi còn tiện, nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Tuổi Vì tuổi Ất Mão, Thủy, bạn phải hoãn lại một số kế hoạch đã đề ra từ trước. Tuổi Vì tuổi Đinh Mão, Hỏa, tránh những rắc rối từ các mối quan hệ. Tuổi Vì tuổi Kỷ Mão, Thổ, đường tình duyên lận đận, tình cảm gửi trao không được hồi đáp. Tuổi Vì tuổi Tân Mão, Mộc, không ai nói trước điều gì, hãy cho mình sự mạnh mẽ. Tuổi Vì tuổi Quý Mão, Kim, hãy thoải mái giúp đỡ người khác, có thiệt thần chút cũng không sao. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, trắng, xanh đậm, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem lịch ngày tốt, nhờ tác động của tám hội, nên đây sẽ là ngày dường như người tuổi Thìn sẽ trở thành tâm điểm chú ý, mọi người quan tâm đến bạn, lắng nghe bạn. Thay vì cảm thấy lo lắng, căng thẳng vì điều đó, hãy tự tin là chính mình và thể hiện tốt trong khả năng của bạn. Chính tài tương trợ giúp cho người tuổi Thìn thoát được những rắc rối liên quan tới tiền. Ngay mà lúc bạn không nghĩ tới nó nhiều thì cũng lại là lúc dễ gặp may hơn bao giờ hết. Bạn nhận được những lời chỉ dẫn hay ho, nếu thực hiện sẽ có thể tiết kiệm được khoản tiền khá khá. Thổ mộc xung khắc cho thấy tình cảm của con giáp tuổi Thìn không hoàn toàn như ý muốn. Tuy người ngoài nhìn vào có thể cho rằng bạn đã tạm ổn, nhưng thực ra vẫn tồn tại những tiềm tàng và nguy cơ không thể nào đoán trước được. Do đó, bạn không nên chủ quan và đánh giá sai tình hình nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, chăm chỉ hơn nữa thì không cần phải lo lắng về tiền bạc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, thái độ cứng nhắc và cố chấp do để cái tôi đi quá xa. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề hơn bạn từng nghĩ. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tương, xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Hợi. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ thay vì dành thời gian cho những chuyện lặt vặt, những câu chuyện phiếm khiến cho mọi thứ đi quá xa gây hại cho bạn dưới tác động của thương quan, thì hôm nay bạn muốn tách ra khỏi những hoạt động này để dành thời gian, tâm sức cho gia đình, công việc. Như thế mà bạn sẽ có được một ngày làm việc hiệu quả. Hỏa mộc tương sinh nên về mặt tình cảm, những người độc thân cần mạnh dạn mạo hiểm hơn mới tìm được nhân duyên ưng ý. Các cặp đôi, mặt khác có thể có những trải nghiệm hẹn hò mới mẻ và đầy nóng bỏng. Theo lịch vạn niên, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2020 dương lịch là ngày Can Ất. Ngày Can Ất thì không trị bệnh ở đâu, do đó bạn lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, càng cố bạn càng thấy mục tiêu của mình xa vời, nhưng đừng bỏ cuộc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ nên bình tĩnh ngồi lại bên nhau, tâm sự và lắng nghe khi có mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, một ngày tất bật nhưng mọi việc đều được xử lý ổn thỏa. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tránh ôm đồm quá nhiều việc không đáng để rồi phải hối hận. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, khó khăn biến thành động lực để thể hiện năng lực. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương, xanh lá, vàng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Ngọ, ảnh hưởng của Mão Ngọ tương phá cho thấy nếu bạn cứ bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thì bạn sẽ không còn có năng lượng và thời gian chuẩn bị tốt cho những thách thức lớn đang chờ đợi phía trước đâu. Hãy nhìn nhận mọi thứ ở góc độ rộng hơn, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng xử lý hơn bạn nghĩ. Những ý tưởng của con giáp tuổi Ngọ có được sự nâng đỡ của thực thần cho nên giá trị hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Hãy chia sẻ với những người có năng lực và tầm ảnh hưởng để họ có thể giúp đỡ bạn hiệu quả nhất. Đừng vì công việc bận rộn mà quên việc phát huy chính ý tưởng giá trị của bạn. Hỏa mộc tương sinh có thể đem đến cho một mối nhân duyên bạn hằng tìm kiếm. Đây cũng là lúc bạn sẽ ngộ ra những điều mới mẻ về bản thân, cũng là lúc bạn cần giải phóng những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đang cản trở mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, một số việc bất thành do diễn ra ngoài kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tài lộc tăng tiến, có một ngày buồn may bản đắc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có một ngày vượng duyên vượng tài, mưu sự dễ thành. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, thuận lợi hóa giải khó khăn nhờ biết vận dụng quan hệ sẵn có.
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc nắm bắt cơ hội ghi điểm với cấp trên để thăng tiến thuận lợi. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường hồng, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Mùi, tam hợp giúp cho tình cảm giữa con giáp tuổi Mùi và một nửa của mình tiến triển tốt đẹp. Riêng với những nàng chưa có chủ thì bạn có thể phải cậy nhờ sự giúp đỡ của những ứng dụng hẹn hò, lời giới thiệu của người thân. Thiên tài giúp cho người tuổi Mùi dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh. Hôm nay mà cũng dễ trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan để tiền bạc. Mộc thổ xung khắc khiến cho ai đang bị bệnh có thể khiến cho sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Bạn nên xem lại lối sống của mình chứ không phải đổ tại do thuốc không hợp, từ việc ăn uống cho tới nghỉ ngơi, đi ngủ đều cần phải được rà soát lại. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, các cặp đôi nồng nàn yêu thương, trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, chán nản vì làm bao nhiêu cũng có kẻ phá hoại, đạp đổ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đầu tư khôn ngoan, thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, một ngày dễ thở hơn nhờ biết cách sắp xếp ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đón nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường tím, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Thân. Tử vi tuổi Thân, chính quan khiến cho người tuổi Thân có nhiều động lực để duy trì tinh thần học hỏi cho mình. Do đó, có khả năng bạn sẽ tham gia vào các lớp học kỹ năng, bổ trợ kiến thức hoặc đa sâu nghiên cứu một lĩnh vực mà bạn đang hứng thú. Kim Mộc xung khắc khiến hôm nay bạn sẽ nhận thấy tình cảm xuất hiện nhiều vấn đề, không được hòa hợp như xưa. Nhiều chuyện nảy sinh bởi những hiểu lầm liên miên khiến bạn không biết phải làm thế nào. Lúc này, những người độc thân có thể gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp cho mình nữa. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, kế hoạch đầu tư. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, vận trình tình cảm sa sút, mối quan hệ rạn nứt do tranh cãi. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, duyên đến rồi đi nhanh chóng như nước chảy mây trôi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, điềm báo tiểu nhân phá hoại, bạn dễ nổi cáu hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hôm nay vẫn vui để bạn nhìn về mặt tích cực của nó. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Dậu, lục xung khiến cho người tuổi Dậu vốn đang ảo tưởng rằng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì sẽ phải tỉnh táo để nhìn nhận lại mọi thứ. Có thể việc tỉnh giấc khỏi những giấc mộng này khiến cho bạn phải bàng hoàng, nhưng đối mặt với thực tế là một điều cần thiết. Ngày hôm nay có thể không diễn ra xuôi trèo mát mái giống như người tuổi Dậu suy nghĩ ban đầu, nhưng đừng lấy đó làm thất vọng với những tác động của thiên quan. Hãy có sự chuẩn bị cho những điều sẽ diễn ra trong tương lai, sự chủ động là thực sự cần thiết. Kim Mộc xung khắc khuyên bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong. Nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt, kẻo dễ bị mất trộm, đánh cắp, đồ đạc cũng phải để gọn gàng, luôn mang theo bên mình, nếu không cũng rất dễ quên. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, ai độc thân nên cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tốn thời gian và công sức để khắc phục hậu quả do mình gây ra. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, hay đau đầu chóng mặt nên cần thời gian nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cần cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Dần, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, lục hợp mang lại sự tràn hòa trong gia đình của người tuổi Tuất. Nhân cơ hội này, nếu bạn cảm thấy không hài lòng với một điều gì đó đang diễn ra về nơi gia đình, thì đừng im lặng, hãy lên tiếng chia sẻ để được góp ý. Chính tài xuất hiện trong ngày hôm nay có thể là tin vui về tiền cho con giáp tuổi Tuất. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về, nên bạn sẽ có một ngày chủ nhật rủng rỉnh tiền tiêu. Thổ mộc xung khắc khiến bạn thường có cảm giác lạc lõng. Lúc này, bạn có thể sẽ cảm thấy cô đơn khi không có ai bầu bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tự tin vào năng lực của mình, hiểu được nên đi theo con đường nào cho phù hợp. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, không để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công.
Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc có cơ hội phát huy hết khả năng nhờ sự quyết đoán và dứt khoát. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim đưa ra những quyết định tài chính chính xác vào đúng thời điểm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế được rủi ro xuống mức thấp nhất. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, tím, trắng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, tam hợp hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi được cải thiện, tình yêu của bạn ngày càng mặn nồng. Bạn có trọng việc ở bên nhau, luôn muốn người kia ở bên cạnh mình. Những cô nàng độc thân có thể gặp được người khiến cho tim bạn loạn nhịp trong ngày hôm nay. Trinh ấn chỉ ra rằng sắp tới người tuổi Hợi sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, những mong muốn này của bạn có thể quá lớn lao, vượt xa hiện thực. Bạn nên biết điều tiết chúng và chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất để theo đuổi. Mặt khác, bạn cũng sẽ may mắn gặp được một quý nhân tốt bụng giúp đỡ. Thủy mộc tương sinh mang đến những tin vui liên quan đến sức khỏe để bạn cảm thấy an tâm, vui vẻ hơn. Nếu có chướng ngại tinh thần nào thì hôm nay cũng được tháo gỡ, bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa, người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, nên tranh thủ cát khí để mở rộng quy mô làm ăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, tránh tư duy phụ thuộc, bạn sẽ không có được trải nghiệm quan trọng. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, các mối quan hệ được duy trì hài hòa, nhân duyên tốt đẹp. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, tím, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Tỵ. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 8 tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp. Con giáp nào gặp nhiều may mắn trong ngày? Đó có thể là con giáp tuổi Hợi, con giáp tuổi Mùi. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày hôm nay? Đó có thể là người tuổi Tỵ, tuổi Mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.